Sư cô, ni chúng và trân trọng kính chào tất cả quý đại chúng đang có mặt trong đạo tràng của chùa Đôn Hậu, thành phố Tròn Thêm, nước Na Uy thân mến. Kính thưa tất cả quý vị, đây là lần thứ ba chúng tôi được đến với lại chùa Đôn Hậu và chắc chắn là sẽ có lần thứ tư cho năm sau khi phái đoàn Hoằng Pháp về đây. Thưa quý vị, là đối với lại thượng tọa trụ trì ở đây là một cái vị mà đi với chúng tôi trên cái con đường Hoằng Pháp ở nước Mỹ cũng trên dưới 10 năm, cho nên được biết thâm tình với nhau rất là rõ. Và năm sau 2019, vào đầu tháng 6 thì phái đoàn Hoằng Pháp Âu Châu do hòa thượng phương trượng của chùa Viên Giác, hòa thượng Thích Như Điển hướng dẫn đó, là sẽ đi lần cuối cùng ở ở Âu Châu. Năm ngoái thì đã là đi lần, năm nay đã đi lần cuối cùng ở Mỹ và Canada rồi. Và từ nay sẽ không có tổ chức một cái đoàn Hoằng Pháp đông như thế để mà đi nữa, là tại vì hòa thượng đã dẫn đoàn đi hơn 20 năm. Và bây giờ thì hòa thượng cũng đã 70 tuổi rồi, hòa thượng muốn sử dụng cái thời gian còn lại của mình để mà đọc Đại Tạng Kinh. Cho nên tạm thời cái phái đoàn Hoằng Pháp đông đảo như thế sẽ được ngừng lại. Và năm sau, vào ngày 27 cho đến ngày 30 tháng 6 2019, cũng là lễ mừng thọ cho Hòa Thượng Phương Trượng ở tại chùa Viên Giác ở Hannover, Đức Quốc. Thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức cho quý nam nữ cư sĩ Phật tử ở từ bên Mỹ, Canada cũng như các nơi để cho quý vị về tham dự trong cái lễ đó. Và sau đó một tuần, tức là ngày 30 xong rồi thì có thể là một hai ngày sau sẽ lên trên chùa Đôn Hậu này đây để mà thăm viếng chùa Đôn Hậu. Hy vọng rằng ngày đó thì quý vị cũng sẽ có nơi đây để biết được những người Mỹ như thế nào, người ta qua đây thăm các vị ở trên cái thành phố xa xôi lạnh lẽo của cái xứ Bắc Âu này. Thế thì thưa đại chúng, hôm nay chúng tôi đến với quý vị một cái pháp thoại ngắn trong vòng 1 tiếng 15 phút được mang tên là tu những điều nhỏ nhặt. Thưa đại chúng, là chúng ta tu là để thành Phật phải không? Để giải thoát sinh tử luân hồi đúng không? Cái đó dường như là nó trở thành một trong những cái vĩ đại và lớn nhất của cái kiếp sống đời tu tập của mình. Thế thì để có thể hoàn thành được cái bổn nguyện cao lớn, cao xa đó thì bắt buộc chúng ta phải đi từng cái bước thang rất là nhỏ, từng cái việc làm rất là nhỏ, và cái công năng tu tập đó sẽ được tích góp từ những cái việc mà rất ư là nhỏ nhặt trong đời sống của chính mình. Cái thời gian chúng ta sống đây á, có người thì được 50 năm, có người thì được 30 năm, có người thì được 100 năm. Nhưng mà dẫu cho nó là có bao nhiêu đi nữa thì nó cũng đều tích góp bởi từng một cái hơi thở một. Cho nên dẫu cho trên cái con đường tu đến Phật này đây nó có kéo dài bao nhiêu, hay là chúng ta có thành tựu một quả vị nào cao cả vĩ đại, cho đến rốt cùng cuối cùng đó chính là thành Phật đó, thì cái này là lý tưởng mà mình hướng tới. Tuy nhiên trên con đường đi đến Phật đó, đó thì bắt buộc mình phải trải qua ngày tháng tu tập với những cái pháp hết sức là bình dị của cuộc đời này. Thế thì đó chính là cái mục đích của cái bài thuyết pháp ngày hôm nay.
Thật ra đối với tất cả quý vị thì mặc cái chiếc áo tràng và ngồi trong một cái giảng đường nghe pháp như thế này đây đã là một cái bước tiến lớn lắm rồi trên cái con đường tu tập. Các vị thấy vậy không? Đâu có dễ gì mà Phật tử đi về chùa mà ai cũng bận được chiếc áo tràng. Cho nên bận được chiếc áo tràng không thôi đó đã lại là một cái sự câu thúc thân của mình rồi. Ngồi yên lặng như vậy, thẳng thớm như thế này để mà lắng tai nghe pháp thì đã là một cái tu để nhiếp phục cái tâm, cái miệng, cái thân của mình rồi. Có phải không các vị? 100 người đến chùa, có mấy người lên chánh điện nghe pháp? Phải không? Mà chúng ta nghe được một thời pháp, bận được một chiếc áo tràng, tụng được một thời kinh, lễ Phật được một lễ, ra ở phía ngoài sân tưới được một cây hoa, tất cả những cái yếu tố đó đều là công năng của sự tu tập hết thảy. Chúng ta bước tới cửa chùa, vào ở bên trong ngay chỗ để dép, những cái đôi dép được để một cách ngay ngắn, không có chiếc trước chiếc sau, không có chiếc ngửa chiếc úp. Đó là một cái tu rồi đó. Chúng ta mang chiếc áo tràng xong rồi, mình biết đưa cái tay sửa lại cái cổ áo cho ngay, gài cái hột nút, đừng có cho cái hột nút trên gài xuống hột nút dưới. Phải vậy không? Đó đã là cái tu tập rồi. Bước vào trong chùa gặp thầy, cúi đầu chắp tay A Di Đà Phật, xin chào thầy, đó đã là cái tu rồi. Trong nhà thiền có câu là tiên bái trụ trì, hậu bái Thích Ca. Bước vào trong chùa việc đầu tiên đó là xá chào vị thầy trụ trì. Thứ hai nữa đó là mới xá chào Đức Phật Thích Ca. Vì sao lại thế? Là tại vì nếu không có những vị thầy truyền thừa thì chúng ta không biết được Đức Phật đâu. Phải nhờ những người phát tâm bước trên con đường giải thoát và giác ngộ, xa rời cái cuộc sống, thì lúc đó rồi đó mới toàn tâm toàn ý để chúng ta kế thừa từ chư Phật, từ chư Tổ và cho đến ngày hôm nay đây. Thế thì bước vào trong chùa, gặp thầy, gặp sư cô, chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, làm được như thế không thôi cũng đã là tu rồi. Phải không các vị? Chứ bây giờ các vị nói tu là tu cái gì nữa bây giờ? Rồi chúng ta gặp người bạn đồng đạo của mình, những người Phật tử đi chùa cùng với nhau, mình Nam Mô A Di Đà Phật, chào chị, chào anh, đã là tu rồi. Bước vào trong chùa nhìn thấy cái bếp nó dơ, biết lấy cái giẻ để mà lau cái bếp. Lên trên trai đường nhìn thấy trai đường nó dơ, biết cách lau cái trai đường. Thấy cái ghế để không ngay, mình lấy tay sửa lại cái ghế đó. Thấy cái chai nước người ta uống để không đúng chỗ mà nó để, ví dụ như là cái ly nước để ở trên cái ngạch cửa, phải không? Thế là không phải chỗ của cái ly, mình dọn cái ly đó đi, đã là tu rồi. Thấy cái bình bông nó héo ở trên chánh điện, chúng ta đem bình bông đó đi, đem xuống cắm bông mới lên, đã là tu rồi. Rồi vào ở trong chánh điện này đây, thấy cái bồ đoàn người ta để sẵn, sắp xếp nó ngay ngắn cái trọi đi. Thế là cũng có công sức của những người đã phát tâm, họ để những cái bồ đoàn cho ngay. Tại sao phải để cho ngay mà không để xéo? Thế thì mình bước vào nhìn thấy cái bồ đoàn nó ngay như vậy, ngồi ngay tại đó mà đừng có nhúc nhích đi cái chỗ khác nữa, thì đó cũng đã là tu rồi. Chứ bây giờ tu cái gì các vị? Phải không? Mình nói chứ tu để thành Phật, thành Bồ Tát, Phật Bồ Tát đâu không thấy mà thấy chọc người ta sân không thôi. Phải vậy chưa? Người ta làm cái nó sạch sẽ như thế này đây, nó ngăn nắp như thế này đây, nó thẳng thớm như thế này đây, nó mình tới mình ngồi cái mình nhích qua, mình nhích lại cái lát nó xéo xẹo hết trơn. Phải vậy chưa? À, trời nắng, thấy sư cô một mình tội nghiệp quá, mấy ngày hôm nay mong trời nắng để tráng cái bánh tráng để mà phơi. Để làm chi vậy? Để những ngày Phật tử tới đây cứ một cái như vậy là 80 sen, hả? Chưa được đồng. Để rồi lấy cái tiền đó để mà xây dựng chùa chiền, sửa chữa cơ sở, để mà trả tiền mortgage hàng tháng cho chùa, chắc góp từng sen một như thế đó. Thấy cái bánh tráng ở ngoài nó khô,
mình lấy vào, mình bỏ vô thùng giúp cho cô, đó là tu rồi. Mình đi ra ngoài mình mua miếng ăn, mình mua cái bánh tráng ở ngoài, rồi bây giờ mình về chùa mình thấy cô làm để mà tích phước cho chùa, mình phát tâm mình mua cái đó để ủng hộ cho chùa, đó cũng là tu rồi. Nói chung trên mọi cái phương diện của cuộc sống này đây, tất cả những cái điều nhỏ nhặt khi chúng ta bước tới chùa mà mình thể hiện cái tấm lòng của mình đối với tất cả mọi người xung quanh, đó chính là cái thiện tâm của chúng ta. Ca dao Việt Nam có câu là anh tu cho bạc tóc mai, đâu bằng em lượm cành gai giữa đường. Tại sao thế? Tại sao tu bạc tóc mai mà lại không bằng người ta phát tâm người ta lượm cành gai giữa đường thôi? Có nghĩa rằng dẫu cho tự thân của cá nhân của mình á, mình tu cho bao nhiêu đi nữa, nhưng cái sự tu đó nó chỉ có lợi cho mình không thôi mà không lợi cho người khác á, thì cũng không bằng chúng ta làm một cái việc rất nhỏ nhưng lòng của chúng ta nghĩ về người khác. Tại vì tất cả cái cuộc sống này đây, chúng ta đều gom góp cho mình, đều làm cho mình hết thảy mà chúng ta không hướng đến người khác. Nhưng trong cuộc sống này vốn đó, mọi thứ đều là sự tương tác qua lại. Các vị hãy suy nghĩ như thế này nè, chúng ta sẽ không bao giờ sống có được sự sống, và cũng không bao giờ sống được nếu như mình không dựa vào cái khác. Không thể nào tự bản thân mình có thể tồn tại được mà không dựa vào bất cứ ai trong cuộc đời này, hoặc bất cứ cái thứ gì trong cuộc đời này. Chúng ta sống được là nhờ hít thở không khí. Vậy không khí kia ở đâu ra? Có phải từ cỏ cây hoa lá không? Mà nếu gọi là cỏ cây hoa lá có nghĩa là cái khác ta, đúng không? Chúng ta sống được là được là bởi vì chúng ta có uống nước, có ăn cơm. Nước kia cũng không phải mình làm ra, cơm gạo kia cũng không phải mình làm ra. Các vị ở đây là cái vùng biển, và chúng tôi được biết các vị là những cái người mà đa phần ở cái vùng này là dây mơ rễ má với lại thầy trụ trì, phải vậy không? Các vị đang ngồi ở đây có vị nào là không có dây mơ rễ má gì không? Giơ tay thử. 1, 2, 3, có 4 người, 5 người thôi, còn lại là dây mơ rễ má hết. Thế thì phải biết một điều là các vị đã có một cái duyên rất lớn đối với ngôi chùa Đôn Hậu này. Tuy nhiên, suy rộng ra, trong kinh Đức Phật dạy là thật là khó để chúng ta có thể tìm kiếm trong nhân gian này một người nào mà người đó chưa từng là bạn của nhau, là anh em của nhau, là cha mẹ của nhau trong vô lượng vô số kiếp. Cho nên nói tóm lại, tất cả chúng ta đây đều đã quen biết nhau, đều đã là dây mơ rễ má của nhau từ vô tận kiếp tái sinh cho đến ngày hôm nay. Nhưng chẳng qua là cái sự tái sinh lần này có mặt trong nhân gian đây, chúng ta lại không biết nhau, không biết nhau ở những kiếp trước. Rồi bây giờ cứ tưởng là mình gặp nhau chỉ mới đây thôi, nhưng xin thưa, nó đã từ vô tận rồi các vị nghe. Và bây giờ đây chúng ta cần có nhau trong cuộc sống. Chẳng những cần có nhau trong cuộc sống đơn thuần như thế này, mà chúng ta lại rất cần nhau của tất cả những yếu tố của đời sống này. Mọi người mà chúng ta nhìn ở ngoài kia đó, người dưng nước lã đó, cũng đều là cần họ hết thảy. Bây giờ chúng ta nói tại sao mà chúng ta không thể sống thiếu nhau. Việc đầu tiên chúng ta hít thở thì đương nhiên có bóng dáng của cỏ cây hoa lá. Chúng ta ăn cũng có bóng dáng của cơm gạo, của con cá, con tôm, con gà, con heo. Phải vậy không các vị? Các vị coi cái thịt của mình đây nè. Người nào mà ăn thịt nhiều cá đó thì có thể là có vài ký cá trong đây ha? Người nào mà ăn thịt heo nhiều thì có vài ký thịt heo trong đây. Chứ chi nữa? Chứ nếu chúng ta không có sử dụng cái kia thì lấy đâu ra cái này để chúng ta có? Bắt buộc trong này nó có lúa, có gạo, có đủ thứ hết. Rau cỏ đều có trong cái xương thịt của chúng ta đây. Thế thì việc đầu tiên để duy trì cái cơ thể sống này, chúng ta đã dựa vào tất cả những yếu tố đó. Rồi bây giờ đây các vị thấy trên cái thân phận của mình đây nè, quần áo chúng ta đâu có làm ra đâu, phải không các vị? Ai làm ra cho ta? Người khác. Xe cổ chúng ta đi, ai làm ra cho ta? Người khác. Nhà cửa chúng ta ở, ai làm ra cho ta? Người khác. Những vật dụng xung quanh ta, hoặc là những gì mà các vị đang có trong tầm tay, từ tiền bạc, nhà cửa, xe cộ,
Mọi thứ đó đều là kẻ khác đã làm ra cho chúng ta thụ hưởng. Nếu không có người ta, liệu mình có sống được không? Có cái gì là các vị tự làm ra không mà không dựa vào cái khác? Có cái gì không các vị? Các vị suy nghĩ rồi trả lời thử xem. Hãy suy nghĩ đi. Có cái gì mà các vị tự chiết xuất ra được mà không dựa vào kẻ khác? Kể cả yếu tố đầu óc, tâm ý thức của chúng ta, những suy nghĩ của chúng ta này. Thế thì có cái gì là cái cho ta không? Do tự thân ta mà không dựa vào cái khác. Nhớ kỹ, từ bên trong ra tới bên ngoài, phải vậy không? Chúng ta đều nhờ lẫn nhau hết thảy. Cái ý nghĩ trong đầu mình đây, những cái suy tư nghĩ ngợi trong đầu mình đây, có phải của mình không? Phải không? Như hôm nay chúng ta nói là hôm nay, các vị hiểu hôm nay là hôm nay đúng không? Khác với hôm qua và khác với ngày mai đúng không? Thế thì cái khái niệm hôm nay có phải là do tôi không? Có phải tôi tự tạo ra cái khái niệm hôm nay không? Tại vì các vị cũng có khái niệm hôm nay. Thế thì cái khái niệm hôm nay này, bản thân trong đầu óc của tôi nghĩ đâu phải là tự tôi chiết xuất ra đó. Nói chung các vị, từ trong ý nghĩ của chúng ta đây, cái mà nó chạy nhảy trong đầu của chúng ta đây, cho đến những thứ xung quanh mình, tất cả mọi thứ đều do bóng dáng của kẻ khác đã làm ra cho chúng ta thụ hưởng. Có nghĩa là cuộc sống này là cả một bầu trời của sự tương tác, và chúng ta sẽ không bao giờ có thể tồn tại được nếu không có sự tương tác với cái khác. Các vị nhớ kỹ, người nào mà không còn sự tương tác với kẻ khác nữa thì kẻ đó là không xuất hiện, không hề tồn tại. Cho nên á, sống trong cuộc đời này, ông bà mình có câu là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Chúng ta cần có nhau rất rõ trong cuộc đời này. Nếu như ngày hôm nay mà chỉ có mình tôi mà không có các vị thì tôi có thời pháp hôm nay không? Không. Làm gì có. Đâu có điên đâu mà ngồi nói chuyện một mình. Phải vậy chưa? Cho nên là bắt buộc cái sự tương tác này nó phải xảy ra. Và trong cái sự xảy ra của tiến trình chúng ta tu tập, đó chính là tu ngay trên cái cung bậc tiếp xúc. Cho nên chúng ta đừng nói là tại sao người này nó chọc tôi giận, người kia nó chọc tôi sanh. Nếu mà không có cái cung bậc tiếp xúc giữa mình với người, làm sao mình biết được cái sanh nó còn ở trong đấy? Nếu như không có cung bậc tiếp xúc, làm sao chúng ta biết yêu thương? Một người nào đó khen chúng ta đẹp, trời ơi chị ơi hôm nay sao chị đẹp quá, chúng ta vui không? Vui không? Quá vui luôn. Nhưng mà xin thưa là phải có cái người khác nữa, người ta mới thấy được cái giá trị đẹp của mình. Còn nếu như chỉ có một mình thôi, không có người khác, có ai khen mình đẹp không? Không. Cho nên là cái giá trị đẹp của anh là bởi vì có cái giá trị xấu của mọi người nó nằm xung quanh. Còn nếu mà không có người xấu bên cạnh thì anh cái giá trị đẹp nó không có nữa. Cho nên cái mối tương tác giữa mình với người đây là luôn luôn xuất hiện. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ làm cái gì mà chỉ có mình ta thôi. Cuộc sống này nó sẽ chấm dứt. Và sự hiện hữu của chúng ta đây trong cuộc đời này nó chỉ là một khúc thôi các vị. Chỉ là mong manh một đoạn thôi. Chúng ta không thể nào tồn tại vĩnh viễn bất biến. Hễ cái gì chúng ta có trong đời sống này thì cái đó nó sẽ mất đi. Các vị nhớ kỹ nha, để bữa nó mất đừng có tiếc. Tới ngày hôm nay các vị đã mất bao nhiêu thứ rồi? Thế thì chúng ta có cố gắng giữ bao nhiêu trong cuộc sống này? Từ cái ngày mà khai thiên lập địa cho đến nay, từ ngày mà con người ta xuất hiện trên trái đất này cho đến ngày hôm nay đây, có ai là giữ được tất cả đâu? Kể cả những bậc vua chúa quyền uy. Chúng tôi đi qua bên Anh, đi vào trong cái viện bảo tàng của nữ hoàng Anh. Ở nơi đó có giữ hết tất cả những cái đồ bằng vàng, áo mão, dụng cụ, chén dĩa, ly uống rượu, bình rượu, hoặc là cả một cái chum rượu lớn bằng một cái khối vàng ở trong viện bảo tàng đó.
của những cái vị nữ hoàng từ thế kỷ thứ 15, 16, 17 tới bây giờ vẫn còn giữ. Nhưng mà rồi đó, cái quyền uy đó bây giờ còn không? Huống chi là chúng ta, các vị chắc bây giờ đâu có cái người nào mà có được cái dĩa bằng vàng, cái chén bằng vàng, hay là cả một cái chum vàng đâu, phải không? Thế thì huống gì là tất cả những cái thứ mà chúng ta có rất là bình thường của cuộc sống đây, làm sao so được? Cho nên có cái gì rồi mất cái đó hết các vị. Có cố gắng gìn giữ bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ có một khoảng thời gian chúng ta sở hữu thôi, kể cả cái thân này. Mình chỉ tạm thời mượn để sử dụng, mượn cái tích tụ này để chúng ta đi ngang cuộc đời này mà thôi. Các vị nhớ kỹ, cho nên hãy tận dụng nó để làm những việc có ích trong đời sống của chúng ta. Đừng có phung phí cuộc sống của mình để một khi cái sự già, sự chết, đau ốm nó xảy ra, chúng ta lại than trời trách đất. Ngay tại đây bây giờ, chúng ta phải biết được rằng mình có phước lắm mới có thân phận này. Mình có phước lắm mới được sử dụng những cái chúng ta đang có. Ví dụ các vị có con mắt, có đôi mắt, chúng ta được quyền nhìn thấy tất cả mọi thứ, đó là cái phước của mình. Chúng ta có lỗ mũi, chúng ta được ngửi, hít vào, thở ra một cách rất bình thường, đó là phước của mình. Chúng ta có đôi chân, bàn tay, chúng ta được đi, được làm lụng với thân phận của chính mình, đó là phước báo. Có những người, người ta có mà người ta xài không được. Có không các vị? Người ta có tim mà người ta không thở được. Người ta có phổi người ta không thở được. Người ta có tim mà nó không có đập được. Ví dụ như vậy. Thế thì chúng ta phải nói là phước báu vô cùng để chúng ta có thể sử dụng những cái chúng ta đang có trong tầm tay này đây. Và hãy tri nhận rằng, nhất định phải tri nhận một cách rất rõ, hiểu rất rõ rằng chúng ta chỉ dùng nó trong một khoảng thời gian thôi. Một khoảng thời gian ngắn nha các vị nghe, không có dài đâu. Vô thường, sát quỷ, niệm niệm bất định, mạng bất khả duyên, thời bất khả đãi. Con quỷ vô thường nó đến với chúng ta từng trong mỗi khoảnh khắc. Nó không bao giờ chờ đợi gì cả. Cái mạng này không thể kéo dài được một khi nó đã đến. Cho nên tại đây bây giờ cần phải hiểu với nhau rằng hãy tận dụng hết tất cả những cái chúng ta đang có đây mà tích tụ công đức. Mỗi một ngày chúng ta đang sống là mỗi một ngày chúng ta đang sạc, đang xài cái pin đó. Hả? Nó cạn dần. Thế thì cố gắng vừa xài mà lại vừa sạc pin. Nhá, vừa xài vừa sạc. Để chi vậy? Để nó còn kéo dài tiếp tục cái phước báu của đời sống con người của chúng ta. Và rồi á, nó sẽ đem tiếp tục cái đời sống này trên cái con đường tái sinh mai sau. Những gì chúng ta mong muốn ngày hôm nay thì những cái mong muốn này nó sẽ hướng cho chúng ta đến ở kiếp sau. Đức Thế Tôn dạy như thế này các vị nè. Đời sống của chúng ta đây nó mong manh lắm, giống như thể là cái giọt sương trên đầu ngọn cỏ vậy đó. Cứ mỗi một đêm thì cái giọt sương nó động trên cái ngọn cỏ đó. Và rồi sáng ra khi mà ánh bình minh xuất hiện thì cái sương trên đầu ngọn cỏ kia nó tan biến đi. Và khi nó tan biến như vậy đó, nó có để lại cái gì ở trên đầu ngọn cỏ không? Không. Không để lại gì hết thảy. Ngài dạy rằng cái cuộc sống của chúng ta đây, từ lúc mà chúng ta sinh ra cho đến khi mất đi, nó giống như là cái bong bóng nước. Khi mà trời mưa to, cái bong bóng nước nó chảy, cái giọt nước nó chảy từ mái nhà xuống, nó tạo thành những cái bong bóng. Trong cái bong bóng kia nó phản chiếu màu xanh, màu đỏ, màu trắng. Nó phản chiếu tất cả nhà cửa xung quanh. Nó phản chiếu cỏ cây hoa lá trong cái bong bóng nước đó. Nhưng rồi thoáng một tí, cái bong bóng nước kia nó vỡ tan. Khi nó vỡ như vậy, nó có để lại tì vết gì không? Không. Ngài nói rằng đời sống của chúng ta đây giống như nắng rắn chiều. Khi mà cái rắn nắng nó soi vào ở trong cái cửa sổ, rồi nó để lại cái rắn nắng ở trên cái thềm. Khi mà ánh nắng chiều nó tắt đi, thì cái rắn nắng chiều mà in ở trên cái thềm kia còn để lại dấu vết gì không? Không. Thoáng một tí là nó mất đi. Và rồi ngày dạy cái đời sống của chúng ta đây nó dài vô cùng. Và cái kiếp sống sinh tử luân hồi này nó luôn luôn diễn ra, cho đến khi nào các vị thành Phật, thành Bồ Tát,
thì con đường đó mới chấm dứt. Còn nếu như không, hết đời này chết đi, tái sinh vào đời khác, chết đi, tái sinh tiếp tục. Không có con đường nào khác. Chúng ta bắt buộc phải đi trong sáu nẻo luân hồi, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên nhân và Atula. Trong sáu nẻo luân hồi đó được gọi là thiên thượng và thiên hạ đó. Tức là thiên thượng đó là trên cõi trời, và thiên hạ tức là dưới cõi trời. Tức là từ cõi địa ngục cho đến cõi trời chúng ta đều phải bước vào. Mà Đức Thế Tôn khi bước trên bảy bước hoa sen, Ngài dừng lại ở hoa sen thứ bảy, giơ một tay lên trời, một tay xuống đất, nói là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử, ư kim tận hỷ. Từ cái cõi chúng sanh đau khổ dưới cái cuộc đời này cho đến cõi trời cao vời như thế, chỉ có cái bản ngã của con người ta đây á, làm cho nó sinh tử luân hồi trầm luân muôn vạn kiếp. Kiếp này là kiếp cuối và ta không còn sinh tử trong cái cõi luân hồi đó nữa. Thưa các vị, Ngài dạy như thế này nè: nếu như tất cả cỏ cây trong cuộc đời này á, chúng ta cứ hãy cắt ra thành từng khúc nhỏ như thế này. Vì nhớ ha, cỏ cây trong cái trái đất này chúng ta cắt nhỏ ra từng khúc như thế này. Rồi mình hãy đếm, đây là mẹ tôi, đây là bà ngoại tôi. Từ khi mà chúng ta bước vào trong vòng quay sinh tử này, cái số lần mà mình làm mẹ, mình làm bà ngoại đó còn nhiều hơn tất cả cỏ cây mà chúng ta đã cắt khúc ra như thế. Nhiều không các vị? Có ai đếm được không? Và mỗi lần chúng ta làm mẹ thì đương nhiên á là có con rồi mới gọi là mẹ chứ, phải không? Và đương nhiên chúng ta phải có mẹ và có cha rồi, đúng không? Và đương nhiên mẹ cha ta có thì chúng ta phải có ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, đúng không? Thế thì cái dây mơ rễ má đó đó của trường thiên sinh tử đó, nó trập trùng vô cùng nhiều, không thể đếm hết được trong vô tận tái sinh của cuộc sống này. Cho nên có thể nói cái đời sống sinh tử này là vô cùng tận, vô tận, vô cùng, hay gọi là vô thủy và vô chung. Trong toán học được ký hiệu đó là dấu cộng của số 8 nằm ngang là dương vô cùng, dấu trừ số 8 là âm vô cùng. Từ cộng vô cùng cho đến trừ vô cùng như thế đó, chúng ta đều phải sinh tử hết thảy, chưa từng dừng lại của bất cứ một kiếp sống nào. Cái thứ hai, Ngài thí dụ như thế này nè: này tất cả các vị, từ khi mà chúng ta tái sinh vào trong cái cuộc sống này cho đến ngày hôm nay nó cũng giống như thể là mình hãy đem hết tất cả cái trái đất này nghiền ra thành bột, sau đó chúng ta vo tròn tất cả cái hạt bụi kia thành một cái hạt táo nhỏ nhỏ như thế này. Rồi mình cứ hãy đếm, đây là cha tôi, đây là ông nội tôi. Từ khi chúng ta bước vào trong vòng quay sinh tử cho đến ngày hôm nay, cái số lần mà mình làm cha, làm ông nội của thiên hạ đó hả, nó còn nhiều hơn tất cả cái số táo mà mình đã vo từ cái hòn đất này. Nhiều không các vị? Nhiều vô cùng, đúng không? Và cũng như thế, hễ chúng ta làm cha, làm ông nội thì mình cũng có cha, cũng có ông nội. Và đương nhiên mình cũng có con, có cháu. Thế thì cái dây mơ rễ má trong cái đời sống này đấy vô cùng tận. Cái thí dụ nữa, Ngài dạy như thế này: có một hòn núi đá ngang một do tuần, dài một do tuần, rộng một do tuần, cứ hãy 100 năm thì có một cô tiên nữ thật là đẹp. Cô ta cầm ở trên tay của mình một cái dải lụa màu trắng. Cô ta bay xuống cái hòn núi đá kia và đem cái dải lụa đó cô đập vào trong cái hòn núi đá một cái, rồi sau đó cô ta bay đi. Cứ 100 năm cô ta lại xuống và đập một cái rồi lại bay đi. Ngài nói rằng: này các vị, cái thời gian đó mà các vị ở trong sinh tử luân hồi này đây á, nó còn nhiều hơn cái thời gian mà cái cô tiên nữ kia có thể dùng cái dải lụa mà làm mòn đi cái hòn núi đá kia mà không để lại tì vết gì của cái núi đá kia hết. Các vị biết bao lâu chưa? Quá lâu, đúng không các vị? Làm sao có thể cầm cái miếng dải lụa kia mỗi 100 năm bay xuống đây đập một cái rồi bay đi? Biết chừng nào để cho hòn núi đá kia có thể mòn được? Thế thì chúng ta đã ở trong sanh tử này quá lâu rồi các vị. Tiếp theo Ngài nói như thế này nè: này các vị, từ khi mà cái con sông Hằng ở bên Ấn Độ đó, ở đây có vị nào đi Ấn Độ chưa? Có vị nào tới sông Hằng chưa? Đấy, nó rộng lắm đúng không?
tháng 11 tới này tôi tổ chức đoàn đi nữa. Thế thì đi qua sông Hằng, từ khi mà con sông Hằng nó bắt đầu cho đến khi nó chảy ra biển lớn, trong lòng của con sông Hằng kia có bao nhiêu hạt cát, thì cái kiếp số mà chúng ta đã tái sinh trong sinh tử này nó còn nhiều hơn cái số lần như vậy nữa. Ngày này tất cả các vị, sở dĩ chúng ta bị tái sinh trong vòng sinh tử luân hồi này là vì sao? Ngài dạy là bởi vì chúng ta còn có tham dục, còn có khát ái, còn có mong muốn để trở thành, còn có yếu tố của cái sự muốn chứng tỏ ta đây, mình đây, là thế này, là thế kia. Vì sự mong muốn đó, vì sự khát ái đó, cho nên chúng ta bắt buộc phải đi trong sinh tử luân hồi. Ngày nào chúng ta không còn khát ái, không còn mong muốn nữa, thì ngày đó cái vòng sinh tử này sẽ chấm dứt. Dễ hay khó các vị? Hả? Sao khó? Đã biết được cái khi rồi, nhưng ta đã có cái chìa khóa rồi, phải không? Thế bây giờ các vị có muốn là vượt thoát ra khỏi sinh tử luân hồi hay là không là tùy các vị thôi. Tại chúng ta biết là cái căn bản là lo do lòng tham dục mà xảy ra. Do lòng tham dục mà chúng ta mới có con đường sinh tử luân hồi. Và khi nào cái lòng tham dục này chấm dứt thì ngày đó vòng sinh tử luân hồi chấm dứt. Thế thì ngày hôm nay đó, chúng tôi nói như vậy để các vị thấy được rằng cái lòng tham dục đó là cái thứ gì. Mình luôn luôn mong muốn chứng tỏ mình. Đi tới chùa, cắm một bình hoa cúng Phật. Mình nói Phật tử chứ, hoa này không có được cắm, phải cắm hoa này mới được, cắm hoa kia không được. Phật đâu có nói gì đâu, cắm cái gì mà không được, phải không các vị? Dâng hoa cúng Phật mà, cúng một chén cơm mới được, cúng 10 chén cơm không có được. Cái món đồ kho này cũng không có được, cái món đồ kho kia cúng mới được. Tội nghiệp ghê không? Ngày xưa khi Phật còn tại thế, với cái thân xác con người, Ngài ôm bát vào làng khất thực, gặp một đứa trẻ, nó chăn trâu, chăn bò, nó chơi giỡn ở ngoài đường, nó đang lấy đất để nó xây những cái lâu đài bằng cát, nó chơi với nhau. Thấy Đức Thế Tôn đi ngang, nó nói bạch Đức Thế Tôn, con không có gì cúng hết, con hốt một nắm cát con cúng dường cho Đức Thế Tôn được không? Đức Thế Tôn bảo được. Nó hốt nắm đất, nó bỏ vào trong bình bát của Đức Thế Tôn. Thế thì còn cái gì mà chúng ta không thể cúng Phật được các vị? Có cái gì ngăn ngại các vị trên con đường chúng ta tu tập và hành hòa? Có cái gì không? Có cái gì không? Không. Cho nên từ nay trở đi, nghe cái này rồi về chùa đừng có bao giờ chấp nhất chuyện gì hết. Cúng Phật là cúng bằng cái tâm, cái lòng, không phải cúng bằng hình hài sắc tướng. Cúng cho Phật một bông hoa, hai bông hoa được không? Được. Một cái lá cây cũng được chứ đừng có hoa. Được. Không phải là một cái bình hoa thật đẹp mới gọi là cúng Phật được, mà một cành hoa cúng không được. Thậm chí một cái lá cây có cúng được không? Được không các vị? Các vị không có gì hết. Đi tới chùa, hôm nay muốn cúng Phật quá mà không có cái gì hết, đi ra ngoài coi thử coi có một cái lá cây nào đó mà nó không có chủ nghe. Đừng có hái cây có chủ. Hái một cái lá cây trong rừng, đi lên dân cúng Phật cũng được mà, ai cấm đâu. Thế thì huống chi là tất cả những cái thứ khác, những cái vật dụng khác, chúng ta đều như thế mà biết được rằng không có ngăn ngại. Ngăn ngại là do lòng của chúng ta ngăn ngại mà thôi. À, thế thì nói ở đây đôi khi để cho các vị thấy được rằng do vì thương, do vì ghét, do vì đối xử với người này, do vì đối xử với người kia mà ngăn ngại chúng ta trên phương diện tiếp xúc với cuộc sống, tiếp xúc với những giá trị chân thật của cuộc đời này. Cho nên đừng bao giờ để tâm của mình bị ngăn ngại bởi những yếu tố tương tác của cuộc sống với những thứ buồn, vui, tốt, xấu, khen, chê, được, mất. Ghét nhỏ đó rồi đó,
thì nó cúng cái gì mình cũng bác hết trơn á. Thương nhau thì thương cả lối đi, mà ghét nhau thì ghét cả tông chi họ hàng. Đã ghét nó rồi thì tất cả những cái thứ gì của nó mình bác hết trơn. Thế là chúng ta không phải là người nhu nhuyến và thiện thể trên con đường tu đến Phật. Cho nên hiền hòa hơn, thanh thản hơn. Về đến chùa, thấy sư cô có một mình thui thủi trong bếp ngày đêm. Nào là lo ăn cho quý vị, nào là quét dọn trước sau, tưới nước, nhổ cỏ, làm đồ bán. Đi tới thấy cô cực quá, xăng tay áo lên, giúp được cái gì hay cái đó. Giúp mà không hề để lại tì vết gì cả, không nói bất cứ một cái lời nào gây nên cái sự phản cảm hết thảy. Tất cả cái đó đều là xây đắp tâm tư của mình một cách dũng mãnh hơn và tinh tấn hơn đi con đường tu tập. Tất cả những cái đó dẫu là nó nhỏ, nhưng xin thưa các vị, có cái gì vĩ đại trong nhân gian này mà không được tạo tác bởi từng cái nhỏ? Có cái gì không các vị? Ngôi chùa nó sạch sẽ như thế này thì nó phải được người ta quét, người ta dọn, người ta hút rác. Thế thì từng một hột bụi nhỏ nó sẽ làm cho ngôi chùa này dơ đi, nhưng chúng ta dẹp từng một hạt bụi nhỏ nó sẽ làm cho ngôi chùa này sạch đi. Các vị thấy đúng không? Thế thì tất cả đều như thế đó. Chúng ta đừng làm việc lớn nữa nhé. Những vậy vì khi chúng ta suy nghĩ về chuyện lớn đó, mình hay thối tâm bồ đề lắm. Mình đã nghĩ là ô chuyện này lớn quá làm được, đừng nghĩ chi cho nó lớn. Cứ việc thấy trước mắt những cái việc như vậy, cứ làm như thế thì tự dưng rồi nó trở thành lớn hồi nào không hay. Còn nếu mà chúng ta cứ nhìn ngắm cái chuyện lớn không thôi đó, mà mình bỏ đi những chuyện rất vụn vặt trong cái đời sống hiện tại này đây, thì chúng ta sẽ bỏ qua đi cái cơ hội để chúng ta tiếp xúc. Và nếu như các vị nói rằng tu tâm là chính, phải không? Ở đây có các vị nào nói tu tâm là chính không? Và khi nào các vị đã nghe câu này? Các vị đã nghe câu này bao giờ chưa? Tôi chỉ có tu tâm thôi, phải vậy chưa? Thế tu tâm là tu cái gì? Và nếu như ai cũng tu tâm hết á, thì bây giờ các vị lấy cái gì để các vị tu? Nếu ai cũng tu tâm hết á, thì tất cả các chùa sẽ không mọc lên nữa. Nếu ai cũng tu tâm hết á, thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni sau khi mà Ngài thành đạo với cõi Bồ Đề rồi, Ngài nhập Niết Bàn liền, tại tu tâm thôi. Ngài đâu cần đi truyền pháp cho ai, Ngài đâu cần đi giảng dạy cho ai, Ngài đâu cần phải đi tiếp tăng độ chúng đâu. Nếu mà ai cũng tu tâm hết thì làm gì có các bậc tổ sư, tổ đức truyền thừa. Bị chửi, bị mắng, bị chúng sanh nó ném đá, mượt kệ nó, vẫn đi vào trong cuộc đời này để gầy dựng tất cả mọi thế hệ, để xây đắp tất cả mọi con người. Nếu ai cũng tu tâm không thì lấy cái gì để cho các vị có thể có được ngày hôm nay để tu tập? Sách vở ai sẽ dịch ra cho các vị bây giờ các vị xem? Đừng nói tu tâm, và đừng dùng cái lý do tu tâm để chúng ta ngụy biện và phủi đi hết tất cả sự cống hiến của nhân loại này. Và trong cuộc sống này cũng như thế, chúng ta có ba phương diện, đó là thân, khẩu và ý. Tu tâm có nghĩa là tu ý đó, chứ không gì khác hơn hết trơn á. Còn hai phương diện nữa cần phải tu, đó là thân và khẩu. Thế thì trong một cuộc sống chúng ta cần phải tinh tấn hơn lên các vị nhé. Một việc làm nhỏ nhưng sẽ tích tụ công đức cho mình tại đây bây giờ cho đến vô tận kiếp về sau. Không có bây giờ sẽ chẳng còn có cái cơ hội nào để chúng ta tiếp xúc với sự sống nữa. Ngay bây giờ mà nếu chúng ta không tri nhận là coi như chúng ta đã chết lâm sàng rồi. Ngay bây giờ mà nếu chúng ta không hiểu biết, không phán đoán, không nhận xét, không làm việc, không nói năng, không suy tư thì chúng ta đã chết rồi. Có khác gì chết các vị? Nếu như bây giờ chúng ta không sử dụng thân này, ý này, có khác gì chết đâu, phải không ạ? Người chết có nghĩa là nín thở và làm thinh, đúng không? Thì nếu hiện tại bây giờ chúng ta không làm gì cả, không tương tác với ai cả, thì có chẳng khác nào là chết. Ở trong nhà Phật của mình có 8 nạn, các vị biết chứ hả? Gồm có cái gì? Ai trong các vị biết được 8 nạn? Nhất thất cu lô châu, nhị phi tưởng thiên,
tam Phật tiền Phật hậu, tứ thế trí biện thông, ngũ mông lung ám á, lục địa ngục, thất ngạ quỷ và bát súc sanh. Các vị nhớ nè ha, từ nay về sau các vị đừng có đổ thừa là mình gặp nạn nha. Trong nhà Phật chủ trương có 8 nạn, thì vị nào rơi vào trong hoàn cảnh này á thì mới gọi là nạn. Còn chúng ta bị nhà cháy, bị vợ bỏ, bị xe đụng không phải là nạn, chuyện nó bình thường. Nhớ kỹ ha. Thứ nhất nạn là thế nào? Nhất thất của Lô Châu có nghĩa là sinh ở nơi biên địa hạ tiện, nơi đó không có ánh sáng của văn minh, nơi đó không có con đường để chỉ cho chúng ta cái con đường giải thoát và giác ngộ, tức là không có khả năng để vượt thoát ra khỏi cái mà chúng ta đang có, không có nhận biết như thật về tất cả những cái cuộc sống ngay hiện hữu này, không có cơ hội tiếp xúc với thế giới văn minh. Đó là nạn, cái thứ nhất. Thứ hai là sinh ở cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ở cõi trời đó ăn thì có ăn, mặc thì có mặc, muốn gì có đó, phước báu tràn đầy, sống thọ vô cùng. Một ngày ở trên đó là bằng 1600 năm ở dưới này. Có lúc nào các vị muốn là tôi muốn gì có đó không? Có không các vị? Ngày Tết các vị chúc nhau cái gì? Vạn sự như ý. Tại vì không có cái gì như ý hết cho nên mới chúc nhau, đúng vậy không? Còn nếu mà chúng ta muốn mà có thì chúng ta chúc nhau chi nữa. Nhưng sinh ra ở cõi trời phi tưởng phi vi tưởng xứ đó là muốn gì có đó. Thế tại sao gọi là nạn? Tại sao? Một cái, rồi sao nữa? Tại sao sinh ra ở cái cõi mà muốn gì có đó thì gọi là nạn? Rồi tôi đúng. Còn gì nữa? Tại vì ở cõi đó là phước báu như nhau. Phước báu như nhau có nghĩa là sao? Chị có cái phước báu đầy đủ, người kia cũng có phước báu đầy đủ, không hơn không kém. Cho nên á, con người này đây nó muốn gì có đó, con người này nó muốn gì có đó. Như thế đó thì hai người này có cần nhau không? Cần nhau không? Tại sao chúng ta cần nhau? Tại sao? Là tại vì người kia có cái mà ta không? Không có. Tại sao chúng ta có chồng? Tại sao người đàn ông muốn đi tìm người vợ? Tại nó có thứ đàn ông có. Tại vì đàn ông nó muốn tìm vợ là tại vì nó không có thứ mà người kia có, cho nên nó phải bổ sung cho nhau. Tôi muốn đến với anh là tại vì anh có cái tôi không có. Nguyên tắc của đời sống này là như thế các vị nè. Chúng ta đi học là tại vì sao? Tại vì chúng ta muốn có cái mà người khác đang có đó. Tại sao chúng ta ra chợ chúng ta mua rau là tại vì ngoài chợ nó có rau chúng ta muốn. Tại sao chúng ta mới đi làm là tại vì chúng ta muốn có tiền. Tiền chỗ kia nó có mà chỗ này nó không có. Nguyên tắc của cuộc sống là chúng ta sẽ đi tìm những cái nào mà chúng ta không có. Còn nếu mà chúng ta đã có trọn đủ hết tất cả cung bậc rồi, chúng ta sẽ không còn đi tìm nữa. Thế thì sinh ra ở cái chỗ mà đầy đủ phước báu như nhau, ai cũng có hết trọi á, thì người ta sẽ không cần nhau. Và khi không cần nhau như thế đó, cái gì mà ở trong nhà các vị không cần thì các vị bỏ đâu? Bỏ đâu các vị? Thùng rác thôi. Cho nên nếu mà chúng ta không cần nhau, chúng ta sẽ bỏ nhau vào trong thùng rác hết. Cho nên ở một cái chỗ như thế, dẫu là phước báu, con người ta muốn gì có đó, nhưng ở nơi đó nó hưởng hết cái phước báu này rồi á, nó xuống lại cái cõi của con người này đây nè, nơi đây để nó tích tụ tiếp. Ở cái cõi kia nó muốn gì có đó, cho nên nó không cần nhau nữa. Cho nên người ta không có cơ hội để làm phước tiếp tục. Cho nên là trên đó chỉ có xài cái pin mà mình đã sạc rồi thôi, chứ không có cơ hội để mà sạc pin nhá. Ở đây chúng ta có cơ hội để làm phước, có nghĩa là tiếp tục nuôi dưỡng cái sự sống.
còn ở trên đó nó chỉ xài không thôi. Cho nên cái đó sống 1.600 năm ở trên đó, sống 100 đó, một ngày trên đó bằng 1.600 năm ở dưới này là coi như là chỉ có ở tù thôi, chỉ hưởng phước báo không thôi, không ai cần hết. Cho nên không thể nào có cơ hội để mà làm cái việc thiện, việc tích phước gì được hết trơn. Thế thì chúng ta có phải là những người sinh ra cõi phi tưởng, phi tưởng xứ không? Phải không các vị? Có phải không? Không. Hiện tại bây giờ chúng ta cần nhau hết trọi. Đâu có ai không cần nhau đâu. Có ai ngồi ở đây mà nói là tôi không cần ai trong cuộc đời này không? Có bác nào không? Có vị nào không? Không. Anh thử coi, anh không cần thở coi. Thử 5 phút thôi. Không cần cỏ cây hoa lá. Đơn giản vậy thôi. À, chúng ta không cần quần áo của người khác may, không cần nhà cửa của người khác làm, không cần đường xá của người khác làm để cho ta đi, không cần phương tiện. Xin thưa các vị là bàn tay ta, bàn chân ta đặt tới bất cứ một chỗ nào trong cuộc đời này đều có bóng dáng của kẻ khác hết thảy. Cái chỗ mà các vị đang ngồi đó, ai đã làm ra cho các vị? Cái gối mà người ta làm cho các vị ngồi lên đó để mà cho êm cái mông của mình đó, cũng ai làm ra cho các vị? Người ta cũng đã nặng óc, người ta suy nghĩ ra yếu tố đó đó. Cái kệ để cho các vị để cuốn kinh lên đó, người ta cũng phải suy nghĩ làm như thế nào để cho nó tiện, nó lợi như thế này đây. Người ta phải design trên computer như thế nào, đặt một cái chỗ nó in để nó ra cái chất liệu gì, nó vừa nhẹ vừa gọn, vân vân. Các vị thấy không? Bóng dáng của người ta tràn lan trong cuộc sống này hết. Cái kính chúng ta đeo đây, có bao giờ chúng ta cảm ơn người đã làm cái kính này không? Phải không các vị? Mỗi ngày các vị, hồi sáng các vị có đánh răng, súc miệng, rửa mặt chứ phải không? Kem đánh răng đó ai làm ra cho các vị? Bàn chải đánh răng ai làm ra cho các vị? Thế các vị có cảm ơn cái người đã làm ra cái bàn chải đánh răng đó không? Xin thưa nhé, mỗi một ngày nếu mà chúng ta làm cái gì mà chúng ta cũng nhớ tới người khác cái trọi đó là chúng ta cảm ơn liên tù tì. Đụng tới cái bàn cảm ơn người đã làm cái bàn cho mình ngồi, cảm ơn người đã làm cái ghế cho mình ngồi, cảm ơn người đã làm cái áo cho mình mặc, cảm ơn người đã làm số chuỗi cho mình niệm Phật, cảm ơn người đã làm cái tượng trang nghiêm quá để cho mình phát khởi từ tâm. Chỗ nào chúng ta cũng thấy bóng dáng của sự tương tác. Mỗi cái hơi thở vào ra này, chúng ta phải cảm ơn cỏ cây hoa lá đã cho ta cái hơi thở này. Chúng ta phải cảm ơn sự xuất hiện của tất cả những cái trọn vẹn của cơ thể của mình đây để có được sự sống. Nếu một cái nó đau, mình cũng đã sống không yên ổn rồi. Cho nên sự có mặt của nhau là thật. Đấy. Cho nên chúng ta rất cần cái sự hỗ trợ của nhau trong cuộc đời này. Ở nhà, con nó cần cha cần mẹ, cha mẹ cần nhau, mình cũng cần con cái. Và chúng ta cần chẳng những là trên cái phương diện của cuộc sống đơn thuần, mà trong tâm tư tình cảm mình cũng cần có nhau nữa. Đến chùa thấy một người Phật Bồ Tử người ta buồn, mình tới mình hỏi thăm, mình tới mình chia sẻ với cái nỗi buồn đó, hoặc là nỗi tất ẩn trong cuộc đời của họ, đó cũng là hạnh Bồ Tát. Hạnh đó được gọi là vô ý thí đó, của Bồ Tát Quán Âm đó, chứ không phải đơn giản đâu. Bồ Tát Quán Âm á, ngài đến với cuộc đời này để ngài làm cho cuộc đời này an ổn, làm an tâm cho chúng sanh. Thế thì chúng ta bắt rước Bồ Tát Quán Âm thôi. Đi vào trong cuộc đời này, chỗ nào nó đau khổ, gặp con người nào đau khổ, thì mình cứ hãy đến an ủi và chia sẻ. Đó là hạnh của Bồ Tát Quán Âm, chứ không phải đơn giản đâu các vị. Không có Bồ Tát và Phật nào nha mà xuất hiện trong cuộc đời này làm cho chúng sanh đau khổ hết thảy. Các vị nhớ dùm cho điều này ha. Và các vị muốn thành Phật thành Bồ Tát thì bắt buộc mình cũng phải làm y chang như thế. Đừng bao giờ làm cho bất cứ một chúng sanh nào trong cuộc đời này phải đau khổ vì mình. Đó là cái giá trị chân thực. Nếu như chúng ta từ bỏ cái giá trị này thì sẽ muôn đời chúng ta không có cơ hội để tiếp xúc với cuộc sống, và không có cơ hội để làm cho cuộc đời này an lạc. Có một lần nọ, có một vị phú ông rất là giàu có. Ông ta mới nói là trong vùng á, ai mà có thể nói cho tôi biết hạnh phúc là thế nào á thì tôi sẽ
đem hết tất cả của cải của tôi mà dâng cúng cho. Mọi người đều không thể nào làm cho ông ta thấy được cái hạnh phúc là thế nào hết. Cho nên một hôm, ông ta quyết định là bán hết tất cả gia sản của mình, rồi mua vàng và vác cái bao vàng đó đi khắp mọi nơi, để hỏi xem trong thiên hạ này có người nào có thể nói cho chúng ta biết được rằng hạnh phúc là thế nào, thì ông ta sẽ cho hết tất cả cái số vàng đó mà ông ta mang theo. Thế thì ông ta đi tới đâu ông cũng hỏi hết. Một hôm nọ thì ông ta đến Tròn Hem. Và có một người Phật tử nói là hãy đến chùa Viên Giác, hãy đến chùa Đôn Hậu gặp thầy Viên Giác để mà thầy nói cho thế nào là hạnh phúc. Thế thì ông già này đi đến và gặp thiền sư, mới hỏi là thưa thiền sư, tôi đang vác ở trên mình của mình đây một bao vàng, và nếu thiền sư có thể trả lời được thế nào là hạnh phúc á, thì tôi sẽ dâng tặng cho thiền sư tất cả cái số vàng mà tôi mang theo này đây. Thế thì ông ta nói vừa dứt lời thì cái vị thiền sư nọ cầm cái bao vàng của ông ta chạy mất. Ông ta liền rượt theo, hãy trả lại cho tôi, trả lại cho tôi. Ông ta chạy một lúc rồi thì thiền sư dừng lại và ném cái bao vàng về phía của ông già đó, và nói với ông là bây giờ đó tôi trả lại cho ông cái bao vàng, ông có thấy hạnh phúc không? Vị này nói là rất hạnh phúc. Vị thiền sư mới nói là này, cái bao vàng trước ông đã có rồi, và cái bao vàng bây giờ ông có đó thì nó vẫn là cái bao vàng đấy thôi, nhưng hạnh phúc là gì? Có phải chăng hạnh phúc là cái mà ông đang có không? Thế thì xin thưa tất cả các vị, khi nào chúng ta mất đi những thứ chúng ta đang có đó, thì lúc đó chúng ta mới trực nhận được rằng hạnh phúc là cái gì. Còn nếu như ai bây giờ có những thứ trong tầm tay của họ đó, thì họ không nhìn thấy đó là hạnh phúc đâu. Chúng ta còn vợ đó thì chúng ta cứ cãi lộn với nó hoài, ít bữa mà nó hoặc là chồng chết rồi đó thì chúng ta mới thấy được khổ thế nào và khóc thương nhau. Phải vậy không các vị? Các vị có con cái đó mà mình cứ la mắng nó hoài, ít bữa nữa nó chết rồi đó, thì các vị thấy là buồn khổ ra sao? Các vị có job đi làm, mình nói chứ cực quá, đi vào trong chỗ làm á, hết người này đụng chạm tới người kia đụng chạm, người nọ nói thế này, người kia nói thế kia, nó giành nhau từng miếng ăn, nó giành nhau từng đồng tiền, cực khổ bắt chết đi. Chúng ta cho đó là đau khổ. Để một ngày nào đó chúng ta mất job rồi, ngồi ở nhà chơi không, chúng ta sẽ thấy được cái khổ của chơi không. Rồi chúng ta lại sẽ tiếp tục đi tìm kiếm, mong muốn có được cái việc làm để làm tiếp. Phải vậy không các vị? Các vị bây giờ ngồi ăn, ăn cơm, có cơm ăn, mình nó phải ăn sang nữa, phải ăn ngon nữa. Chúng ta chê cái đời sống ngay hiện tại này, để rồi đến khi mà mình đói lả lơi rồi đó. Trên tàu vượt biên, có vị nào đi trên tàu vượt biên không? Chắc có chứ hả? Sống chết trên biển, lúc đó chúng ta mới biết được rằng có ăn ngon hay có mặc đẹp đi nữa cũng không quan trọng bằng cái sinh mạng sống này. Để rồi có một ngày nào đó các vị nằm ở trên giường bệnh thôi thốt chết đó, các vị sẽ biết được rằng có cái thân phận này không thôi, tôi không cần cái gì khác hơn nữa, có được cái sinh mạng khỏe mạnh này thôi đã là hạnh phúc lắm rồi. Phải vậy không? Còn bây giờ các vị đang có hạnh phúc đó. Có ai trong các vị là đuôi điếc câm ngọng không? Không. Phật giáo dạy là đuôi điếc câm ngọng mới là nạn, các vị không có nạn. Thế thì chúng ta đừng nói là mình tại sao thế này, tôi tại sao thế kia. Tại vì anh không có nhìn thấy thực tại của cuộc sống, anh quên chính bản thân anh là gì rồi, cho nên anh mới có thể nói câu đó. Còn nếu như chúng ta nhìn thấy được rằng hiện tại của đời sống này đây, đó là nhiệm màu vô cùng. Anh ta đừng cho rằng 70-80 tuổi đó là nạn. Dạ xin thưa không, đó là hạnh phúc mới được 70-80 tuổi đó. Ở ngoài nghĩa trang thiếu chi đứa 2-3 tuổi, 4-5 tuổi, 20-30 tuổi.
Mình 80 tuổi đòi gì nữa? Phải không các vị? Cho nên rồi đó, mình sẽ thấy được rằng sự tương tác của cuộc sống này đây là mầu nhiệm để cho chúng ta an lạc hơn trong cái tự thân của chính mình. Và đừng bao giờ than trời trách đất hết. Cái phước báu của mỗi người là tự mỗi người gây lấy. Nhục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết đời trước như thế nào thì coi coi hiện tại bây giờ chúng ta hưởng ra sao. Các vị vốn là con người Việt Nam, sinh ra trong cái hoàn cảnh quê hương đất nước chiến tranh, sống khổ đau cùng với dân tộc. Ấy thế mà thoáng một tí chúng ta đến đất nước này, và ở cái Na Uy là một trong những đất nước được gọi là hạnh phúc bậc nhất của thế giới. Nhưng các vị sống trong cái đất nước được bầu chọn của hơn 8 tỷ người trên hành tinh này đó là hạnh phúc nhất. Vậy các vị có hạnh phúc không? Các vị sống trong một cái môi trường mà được người ta đánh giá là an lành nhất, môi trường tuyệt vời nhất, sạch sẽ, đẹp đẽ nhất, mà các vị không có nhận thấy được cái giá trị của chính mình nữa, thì các vị đi đâu để tìm cái giá trị an lành và hạnh phúc đó? Đi đâu các vị? Các vị có bao giờ đi cấy lúa không? Ở đây có ai cấy lúa không? Có một người à hả? Hai người? Có hai người thôi hả? Còn người nào đã từng thấy người ta cấy lúa rồi? Phải là các vị thấy phước báu không? Các vị ngồi đây đông như thế này mà chỉ có hai người cấy lúa thôi. Còn tất cả những các vị là mâm trên ngồi trước không phải không? Chưa từng khổ với những cái đồng ruộng như thế là phước báu vô cùng. Khi chúng ta cấy lúa đó thì mình đi tới hay đi lui? Tại sao phải đi lui? Đó là một bài học vô cùng hay. Khi nào chúng ta đi lui, khi nào chúng ta biết quay đầu nhìn lại việc mà mình đã làm, cái mà mình đã làm, thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội để sửa đổi, mới uốn nắn lại cái con đường cho nó thẳng thớm. Còn khi nào chúng ta bất chấp lao về phía trước một cái nhắm mắt không nhìn rõ, thì chúng ta sẽ dẫm đạp lên hết tất cả mọi giá trị. Cho nên các vị hãy quay về nhìn lại với chính mình để thấy giá trị của cuộc sống ngay tại đây bây giờ. Đó là điều chân thật vô cùng. Còn nếu chúng ta cứ nhắm mắt lao ra phía ngoài, nói là người ta như thế kia, tôi cần phải như thế kia, dạ xin thưa, chúng ta thấy bóng dáng như thế, nhưng làm sao biết được tâm khảm của họ như thế nào? Ông bà mình dạy một câu nữa là: ở trong chăn mới biết chăn có rận. Chúng ta đâu sống trong hoàn cảnh của họ đó, làm sao có thể hiểu được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, gia cảnh của người ta? Đừng thấy bóng dáng bên ngoài mà chúng ta chạy theo, mà an lạc và hạnh phúc hãy trú ngụ nơi đây, tự nơi thân tâm này. Cho nên trở lại vấn đề, chúng ta tu tập cũng như vậy. Đừng có mong cầu một cái gì đó nó cao xa, nó hoàn hảo. Hãy tu tập ngay đây với tất cả những cái giá trị mà chúng ta đang có trong cuộc sống này. Các vị á, tôi kể các vị nghe một câu chuyện nữa. Vào thời của Đức Thế Tôn có hai vợ chồng nọ rất ư là nghèo, nghèo vô cùng. Hai người chỉ có một bộ đồ để mặc thôi. Nếu mà người chồng đi ra ngoài thì người vợ phải ở trong hang, và ngược lại, người vợ ra ngoài thì người chồng phải ở trong hang. Một hôm nọ anh chồng mới nghe là Đức Thế Tôn và hàng thánh chúng sẽ đi qua cái vùng đồi núi mà chúng ta đang cư ngụ đây. Anh chồng mới nói cô vợ là: này em, anh biết á, có thể là cái kiếp trước hai đứa mình á, đã bỏng sẻn keo kiệt đến mức độ như thế nào đó mà đến bây giờ hai đứa mình nghèo khổ như thế này. Cho nên hôm nay á, có Phật và hàng thánh chúng đi ngang, mình hãy tạo một cái cơ duyên cúng dường Phật và thánh chúng để gieo cái hạt phước, để gieo cái giống phước điền, để mai đây á, mình thoát ra khỏi cái cảnh nghèo nàn này.
Người vợ mới nói là: anh ơi, mình bây giờ còn cái gì nữa để mà cúng được đâu? Tại hai người còn có một bộ đồ mới mà có cái gì nữa đâu mà cúng. Đêm hôm nọ đó thì người chồng ra sức để mà khuyên người vợ là hãy lấy cái mà chúng ta còn đó, chính là bộ đồ duy nhất đó, để mà cúng dường cho Phật và hàng thánh chúng. Cho đến sáng, tờ mờ sáng thì người vợ cũng đã đồng ý, và thế là hai người gấp rút chạy lên trên rừng để mà hái lá cây che thân, và rồi xếp cái bộ đồ duy nhất của mình đó, rắc lên rắc xuống đó, để mà đem dâng cúng Phật. Chắc bây giờ mà ai đem cái bộ đồ cũ mà dâng lên chùa cúng Phật chắc bị chửi nát nước luôn phải không? Thế thì tôi kể để cho các vị nghe như thế mà biết được rằng không có cái gì là không thể cúng được. Thế là khi thấy Phật và hàng thánh chúng đi ngang, hai vị này không có dám đi ra phía trước mà đợi cho hàng thánh chúng đi ngang qua rồi đó thì chạy sau lưng gặp cái vị cuối cùng để mà dâng cúng của bộ đồ. Ngài A Nan không có nhận, vì nói được rằng hai người bây giờ chỉ còn có lá che thân thôi mà nỡ nào lại lấy cái bộ đồ của họ, không bao giờ nhận được. Thế là hai người này mới năn nỉ hoài, cho nên A Nan mới liền lập tức đi lên hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, bây giờ hai vị này muốn dâng cúng một bộ đồ duy nhất như vậy, Đức Thế Tôn thấy làm sao? Chứ con không có nhận. Phật nó nhận đi cho ta. Vậy là Ngài đến nhận. Sau khi nhận rồi thì A Nan với lại Ngài Mục Kiền Liên đi đến cái dòng sông bên cạnh á, để mà giặt cái bộ đồ trước khi dâng lên Đức Thế Tôn. Khi cái bộ đồ đó nhúng xuống ở dưới lòng sông á, thì nước sông dâng lên. Ngài Mục Kiền Liên liền vận thần thông của mình lấy núi nọ núi kia về để ngăn cái dòng sông kia để mà giặt bộ đồ, nhưng cũng không được. Cuối cùng hai ngày mới về bạch Đức Thế Tôn: tại sao mà chúng con vừa nhúng cái bộ đồ xuống dưới lòng sông thì lòng sông lại dâng nước lên cao như thế? Lúc đó thì Đức Phật đã vừa dùng cơm xong, Ngài liền đưa cho mấy hộp cơm và nói là hãy bỏ xuống lòng sông kia thì nước sẽ yên và hãy giặt được. Ngài làm như thế, và sau đó giặt được bộ đồ rồi thì về Đức Thế Tôn mới bảo là do cái công đức tâm niệm lành của hai vị thí chủ này mà Long Vương dâng nước lên để cúng dường cho cái bộ đồ ấy. Thế thì thưa tất cả quý vị, ngồi ở đây có vị nào chỉ có mỗi một bộ đồ thôi không? Chứng tỏ rằng chúng ta còn có rất nhiều thứ để có thể cho được thiên hạ trong trời đất này, phải vậy không? Các vị còn rất nhiều thứ để có thể cho được trong trời đất này, chúng ta hãy cho đi. Tất cả những thứ nào mà chúng ta coi như là không dùng tới nữa, hoặc là trân trọng hơn, cho những thứ mà chúng ta chưa từng dùng. Các vị về nhà các vị coi nè ha, trong cái củi chén của mình á, mỗi ngày chúng ta ăn á, chúng ta sử dụng mấy cái chén, và tất cả những cái chén còn lại là dư thừa đó nghe các vị. Mỗi ngày chúng ta đi chúng ta mang mấy đôi giày, thế thì những đôi còn lại là dư thừa đó. Mỗi ngày chúng ta bận mấy bộ đồ, và những cái còn lại là dư thừa đó. Chúng ta ngồi ở trong xe, chúng ta lái đi chỗ nọ chỗ kia, mỗi lần chúng ta ngồi lên là mấy ghế, thế là những ghế khác là dư thừa. Trên cái giường chúng ta ngủ, dẫu cho nó có nhỏ bao nhiêu, quý vị ngồi đây có ai là ngủ cái giường twin size không? Quý vị dùng cái giường gì size? Queen size hoặc là king size đúng không? Thế thì nó càng chứng minh là cái diện tích của cái lưng các vị đặt trên cái giường đó nó chỉ có một tí thôi, còn lại là dư thừa. Tất cả chúng ta dư thừa như vậy đó mà các vị còn cho là chưa đủ, đúng không các vị? Đúng lắm đó. Chúng ta hãy suy nghĩ tất cả những cái điều rất nhỏ trong cuộc đời này để thấy được rằng lòng tham của ta đây mới là điều quan trọng nhất. Ngày nào lòng tham này còn là trong trời đất này chứa không có nổi, còn ngày nào chúng ta biết dừng lại, ngắm nhìn lại chính bản thân mình với thân phận này, chúng ta sử dụng được bao nhiêu. Chỉ cần nhìn tới đó thôi thì chúng ta sẽ thấy mình đủ đầy hơn bao giờ hết. Và trong thân phận này nè, tâm tư này nè, chúng ta được quyền lựa chọn mà.
Mỗi ngày chúng ta ra chợ, chúng ta mua rau ở ngoài chợ đó. Khi mà rau của những người nông dân họ bán, họ đã lựa cái tốt nhất đem ra chợ rồi. Đúng rồi không các vị? Khi chợ người ta mua, người ta cũng lựa cái tốt nhất người ta mua rồi. Và người ta bày, người ta bán lên cái nào mà héo úa người ta đã bỏ đi rồi, người ta mới bày bán cái tốt. Rồi chúng ta tới đó còn lựa từ cái tốt của họ nữa. Phải vậy không? Có các vị nào tới đó phát tâm là thấy cái chợ này nó bán cái đồ vừa tốt vừa dở, mình phát tâm Bồ Tát mình chọn đồ dở đem về không? Đó. Thế thì chúng ta ra tới chợ, mình lựa cái đồ tốt nhất mình đem về. Nhưng mà đem về chúng ta ăn liền chưa? Chưa. Chúng ta phải lặt, phải bỏ đi tất cả những cái dơ, cái xấu nữa, mà lựa cái tốt nhất của những cái tốt nhất ở ngoài chợ. Xong rồi nấu, dọn lên ăn. Ăn vô bụng rồi, nó có sử dụng hết tất cả mọi thứ đó không? Không. Nó sử dụng có một chút thôi. Cái nào dư thừa thì nó thải ra ngoài. Nguyên tắc của cuộc sống là lựa chọn. Một cái cây để gần cửa sổ, cái cây đó nó sẽ trổ nhánh về phía có ánh sáng. Nguyên tắc tự nhiên đó là lựa chọn mà, để sinh tồn. Vậy thì bây giờ hỏi các vị nè, trong cuộc đời này các vị tương tác với cuộc sống, buồn vui tốt xấu khen chê được mất mỗi ngày đều có, tại sao các vị lại giữ trong lòng mình những cái buồn, những cái khổ, những cái xấu xa của kẻ khác, những cái hiềm khích của kẻ khác, mà không lựa chọn cái cung bậc đẹp nhất, tốt nhất của người khác để chúng ta giữ gìn? Khi chúng ta nói về một người, các vị có bao giờ lựa cái tốt nhất của họ để nói cho người khác nghe không? Khi người khác nói chuyện với mình, tương tác với mình, người ta nói 100 câu, chỉ lọt vào trong đó có một câu nó dở thôi. Chúng ta ghim gút lòng mình với một câu dở kia và nói là nó là như vậy đó. Các vị ơi, tại sao các vị không lựa chọn cái tốt nhất theo cái nguyên tắc của cuộc sống để chúng ta sử dụng trong đời này, để chúng ta có được sự an lạc và hạnh phúc ngay tự thân? Đúng không các vị? Nguyên tắc cuộc đời là lựa chọn, và tự thân ta đây do vì lựa chọn mà có. Nó sẽ những cái giá trị nào lựa chọn tốt đẹp sẽ mang một cái giá trị để thăng tiến hơn. Còn những cái giá trị nào xấu ác, bỏ đi các vị nhé. Thế các vị có làm được điều này không? Điều này dễ dàng quá mà. Và tu là từ nơi những cái giá trị đơn giản như vậy thôi, không có gì khác hơn hết thảy. Đi tới chùa, ai để cái đôi dép không ngay, mình cứ để nó cho ngay. Đừng có nghĩ là mình lấy cái đôi dép người ta, mình để vào cho nó ngay như vậy thì mình bị hạ nhục, mình trở thành kẻ sắp dép. Đó chính là tích phước. Các vị nhớ kỹ ha. Đó chính là kiệm đức, đó chính là tích tụ cái đời sống của chính mình. Các vị cứ hãy làm đi. Có những nơi người ta, mình có muốn làm người ta cũng không cho làm. Ở cái chỗ này, ở cái cuộc đời này có nhiều chúng sanh đau khổ lắm, là cơ hội để chúng ta tích tụ công đức. Nếu không có những chúng sanh đau khổ kia, chúng ta không thể tích tụ công đức được. Nơi này có những người nghèo khổ lắm, đó là cơ hội để chúng ta trải lòng mình ra mà nuôi dưỡng sự sống. Có như thế chúng ta mới tích phước được. Các vị muốn làm phước, ừ thì đó đó, phước là những chỗ đó đó. Nơi này người ta xuống, người ta ăn, người ta nói chuyện sùm hết trời. Các vị phát tâm bớt một lời nói thôi là tự nhiên nó yên hết trời à. Đừng có nói là tại sao mày nói lớn, tại sao người kia nói nhiều. Không cần thêm, mình không cần nói thêm như thế. Chỉ cần mình, người ta nói gì mình cũng im hết trơn á. Cái một lát nữa nó nhận riết rằng, ủa, thì ra con mình ta nói thôi. Phải vậy không? Thế là kiểm đức đó các vị. Tóm lại, tu những điều vụn vặt, lên chánh điện thấy cái chân hương nhiều quá không ai rút, rút chân hương bỏ đi. Thấy bụi nó rớt trên cái lư nhang, mình đi lấy cái napkin mình lau.
thấy cái bàn ăn cơm xong còn rơi vãi vài ba hộp cơm, nước tương nó đổ ra trên bàn, mình lấy cái giẻ lau, mình lau đi. Tất cả và tất thảy như thế đều là tích tụ công đức. Ngôi chùa như thế này mà có thầy trụ trì với lại sư cô lớn tuổi thôi, biết bao nhiêu chuyện cần phải làm. Ngoài ra còn phải giữ gìn ngôi chùa này qua năm qua tháng để nó được tồn tại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đâu phải cái gì mình cũng để cho quý thầy quý cô làm đâu. Mỗi người một bàn tay. Núi cao là bởi nhiều cây, mà thành công là bởi góp tay nhiều người. Nó sẽ được tồn tại hay không, lớn mạnh hay không, ngon lành hay không là do các vị giúp một bàn tay đó. Qua pháp thoại này chúng tôi mong muốn các vị rằng ở nơi đây, cái tròn hem này có một cái chùa này thôi à, và toàn là đa phần là quen biết với thầy trụ trì trọi, dây mơ rễ má, con cháu bên nội bên ngoại. Cho nên nói chung là chùa của các vị chứ không phải của ai hết trơn. Các vị phải có trách nhiệm, bổn phận chăm lo, giữ gìn và phát triển. Không ai làm chuyện đó khác hơn các vị nữa. Mỗi năm như thế, thầy phải đi hết chỗ nọ, đi hết chỗ kia để đem tiền về mà trang trải cho ngôi chùa. Có làm cái gì cho thầy đâu. Thầy đâu có chồng, thầy đâu có vợ, thầy đâu có con. Để rồi cái gia sản này thuộc về thầy, thuộc về con cái thầy. Ít bữa thầy nhắm mắt rồi, xuôi tay rồi, vẫn là ngôi chùa này thôi, của cái vùng đất này thôi. Đúng các vị? Các vị có con có cháu, nhà cửa các vị để di chúc lại cho con cháu. Còn chùa chiền đâu có phải là con cháu gì đó, mà phải nai lưng cực khổ như vậy làm chi vậy? Đi hết chỗ nọ, đi hết chỗ kia, làm bánh, làm mứt, làm giá. Thầy kể tội lắm. Nghĩ ra một cái gì á, bị người ta ăn cắp cái đó, trời à. Nghĩ ra làm giá, cái bị người ta về đây người ta học làm giá, người ta làm người ta bán giá rẻ hơn. Nghĩ ra làm bánh tráng, cái vài bữa nữa người ta tới người ta tìm hiểu, cái người ta làm bánh tráng người ta ăn người ta không mua nữa. Đó, chúng ta thấy không? Từ những cái đó chúng ta phải thương nhiều hơn một chút, suy nghĩ nhiều hơn một chút, để chúng ta thực tế hơn trên con đường giữ đạo và phụng đạo. Thầy có xài gì đâu, thầy có tiêu pha gì đâu, thầy có sung sướng gì đâu. Nhưng mà vì cái đạo tâm, vì cái sự phát triển để làm nền móng cho Phật Pháp mà phải làm như thế thôi. Làm hết cái thân phận của mình rồi, rũ bỏ mà ra đi. Cầu chúc cho tất cả các vị ở nơi đây chân cứng đá mềm, an lạc hơn trong đời sống ngay hiện tại. Sống trong một quốc gia đã hạnh phúc rồi, mà nếu tự thân không có hạnh phúc á, thì cũng thừa thôi các vị nha. Ở nơi đây được mệnh danh là hạnh phúc chức rồi, thì không còn chỗ nào hay hơn nữa đâu mà chúng ta tìm kiếm. Hãy nhìn vào lại chính bản thân mình, tìm thấy được cái niềm hạnh phúc đang ở bên trong. Kính cảm ơn đại chúng thật nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Em mời tất cả chúng ta chắp tay để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.